ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Quý vị khán giả thân yêu đang cùng theo dõi chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Trên tay mỗi người đều có một bông hồng hồng. Thơm ha, đạt vô ha. Trong từ ngày mà em có người đến tỏ tình á, chị thấy em thưởng thức mọi thứ giống như là deep hơn, sâu hơn vậy đó. Nhưng mà chị thấy em yêu đời hơn đúng không? Yêu đời hơn đúng không? Có cảm nhận, có tình yêu vào thế ạ. Lãng mạn hơn nữa. Vậy sao bữa đó không về cho nó đậm luôn? Thì lúc đấy thì hơi rung rinh một xíu, phải từ từ chứ anh. Thế hôm nay rung rinh đậm hơn chưa? Hôm nay một người rung rinh là cũng về đó. Dạ, ai cũng cần có một bó hồng đẹp như vậy. Ây da, nó có gai. Đúng thiệt là dù hồng hồng hay hồng đỏ, hồng vàng hay hồng tím, hồng đen gì cũng đều có gai. Vẻ đẹp nào cũng cần có thử thách ha. Chương trình với sự đồng hành của Wow Day. Wow Day là ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thực. Với trăm ngôn, trăm ngàn lời chat không bằng một lát bên nhau. Và hy vọng là quý vị có thể download ứng dụng hẹn hò Wow Day trên nền tảng là Android hoặc là iOS đều được để trải nghiệm nhé. Xin mời mọi người về chỗ ạ. Quay trở lại chuyện của đóa hoa hồng thì có vẻ hôm nay mọi người đều mặc đồ màu trắng. Chỉ có một người duy nhất đóng vai tiên hắc ám mà thôi. Sao thế Soho, sao em cứ mặc sai dress code ạ? Mọi người bảo hôm nay mặc màu trắng mà. Em luôn có muốn cho mình một cái gì đó riêng mình. Dạ. Tại vì đôi khi người bạn đến tỏ tình với mình, đến với mọi người thì nhiều khi bạn gặp mình là sẽ chú ý hoặc là sẽ có sự tập trung với mình nhiều hơn. Và sau đó thì sẽ thay đổi ý định thì sao? Nhiều bí quyết quá ha. Nên là Soho bây giờ vẫn còn ngồi ở đây hai mùa đó mọi người ạ. Đúng rồi. Bí quyết dữ quá. Thôi không sao, biết đâu tiên hắc ám sẽ mỉm cười với em nha. Bây giờ mình quay qua đây nè, đó, thấy chưa, trân trọng cho mỗi người đều cắm lên chiếc bình. Otis à, em nhìn bông hồng em có nhớ tới lần cuối cùng mà em tặng hoa cho ai đó không? Dạ có, đó cũng là một người rất là đặc biệt đối với em. Cái hôm đó là em đang đi tập gym và sau đó thì em có nhờ anh huấn luyện viên PT của em á là chỉ cho em một cái shop hoa và anh ấy chỉ một cái shop hoa rất là đẹp. Sau đó em mua một quả hoa đó về và kiểu như khi mà em gửi sang người bạn của em á thì người bạn của em rất là vui và kiểu giống như là họ hạnh phúc quá. Ừ, nhưng mà thế mà chị làm thế này thì em nghĩ đó hoa này còn đẹp không? Đẹp không Gia Long? Vẫn đẹp. Tại sao vậy? Vẫn đẹp theo một cái cách riêng khi mà từng cái cánh hoa nó rơi xuống. Có giống như bong bóng rơi xuống và vỡ trong vòng 10 giây không? Cũng tự tử như vậy chị. Khi mà trước khi nó vỡ thì nó cũng rất là lung linh mà đúng không? Vậy có giống như những lần tan vỡ của em khi mà em nhắc đến mà em hơi ngại ngùng không? Nó cũng vậy chị. Dạ, câu chuyện tình yêu mà chúng tôi mang đến trong chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ cũng giống như bông hoa này hôm nay. Mọi người có thể khen nó đẹp khi mà nó còn đang đẹp, nhưng nếu mà nó không còn đẹp nữa thì mọi người có khen nó đẹp không? Nhưng vẫn có những chàng trai vẫn nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Bởi vì cách mà anh ta nhìn không phải là nhìn một bó hoa đã bị hủy diệt, mà là nhìn cách nó đã từng tỏa sáng cách đây 5 phút. Có phải không? Và hương sắc của nó thì vẫn ở mãi, không phải là trong đôi mắt của ảnh mà là trong trí nhớ của anh ấy. Nên hy vọng là những cái khoảnh khắc diễn ra trên sân khấu này á, bước ra khỏi sân khấu,
nó là những cái cánh hoa rớt xuống nhưng mà chẳng ai muốn dẫm lên nó cả. Bởi vì trong sâu thẳm chúng ta muốn giữ lại, không phải là giữ một người, mà là giữ lại mùi hương, giữ lại những cái sự ngọt ngào nhất và giữ lại sự tươi thắm nhất khi nó vẫn còn đang muốn tươi thắm. Và bây giờ để tiếp nối, chúng tôi sẽ có một món quà tiếp tục gửi đến cho các bạn còn ngọt ngào hơn cả những bông hoa và những gói sô-cô-la người ta trao nhau nữa. Đó chính là những người bạn cũ. Và những người bạn cũ bây giờ là những người bạn đời, những người bạn yêu thương, những người bạn đồng âm với nhau. Hãy dành một tràng pháo tay cho món quà đặc biệt màu xanh lá cây này. Xin mời. Bạn tôi. Này em ơi, mình đã bên nhau bao lâu vậy? Kể từ khi mai ta đã cùng chung nhịp đập trái tim này, anh biết là mình đã thật lòng này yêu em. Hỡi người ơi, anh thấy nhớ em. Cảm ơn mọi người. Nhớ mình quá đi. Hello Bunny.
sao rồi cuộc sống yêu đương rồi tôi đứng ở giữa chia cắt vậy. Cuộc sống yêu thương như thế nào rồi, kể cho mọi người nghe, mọi người thèm chơi nè. Dạ bọn em cũng vui ạ. Ổn ạ. Yêu ạ. Nghe phái chạy đi đó. Nãy giờ mọi người cũng đã lắng nghe câu chuyện rồi. Và ở đây ai cũng muốn có một cái kết đẹp, không chỉ giống như là Vũ Thịnh hay Fanny, Mai Anh hay Seki, Phí Ngọc Hưng nữa. Phí Ngọc Hưng chọn về với gia đình cũng chính là tình yêu lớn nhất, chứ không phải là về với một người phụ nữ nào hết. Vậy thì hai người có thể gửi lời chúc cho tất cả các bạn ở đây, chính quận của chúng ta và quý vị khán giả nữa. Đứng ở đây với em ngày hôm nay chắc là toàn anh em mà đã thân thuộc với nhau từ đã rất là lâu rồi. Thì hôm nay em thấy có sự trở lại của một số anh em này. Ví dụ như là cái người đằng xa kia mà tại sao em nhìn cái anh mặc váy á vẫn có gì đó khác biệt với mọi người ấy chị. Hôm nay cố gắng mặc khác dữ lắm rồi để đừng có nhận ra rồi nói nặng nói nhẹ. Đây là khác rồi đấy hả? Tức là khác người đúng không? Khác tất cả mọi người luôn. Cho vừa lòng bạn đó. Nhưng mà cũng rất là vui ạ, tại vì được đứng ở đây mà nhìn thấy khuôn mặt của tất cả mọi người là những người anh em đã rất là thân quen. Thì em thứ nhất là vui, thứ hai là cũng mong là anh em sớm tìm được tình yêu và sớm tìm được một nửa của cuộc đời mình để có thể có những giây phút hạnh phúc được như em. Gato quá. Ai được yêu đâu mà biết. Cảm ơn em. Chặng đường sắp tới thì chắc chắn mọi người cũng mong là hai bạn sẽ có thật là nhiều những sản phẩm chung với nhau nè. Quan trọng là mình hạnh phúc. Và bây giờ chắc là phải chào tạm biệt Fanny và Vũ Thịnh. Khoan, cho bắt tay. Xin vía. Em tưởng Vũ Thịnh lấy lại hoa cho em. Xin vía. Xin vía mà như xin nhang, như xin thế vậy. Không, vía này phải thật tâm đó chị. Xin vía, ai xin vía. Dạ. Nhưng mà bọn em cũng nghĩ là tại vì vía bọn em cũng khá tốt đấy mọi người ạ. Thì em nghĩ là hôm nay bọn em mở đầu như thế này thì em nghĩ là tập hôm nay sẽ là một tập thật là bùng nổ luôn á. Đúng. Và em mong là ai có may mắn ngày hôm nay thì hãy nắm giữ cơ hội của mình nha. Cảm ơn hai vị thần tình yêu dễ thương. Bye bye. Bye. Tạm biệt. Hạnh phúc nha. Đó. Trời ơi, quá quá. Hai đứa hiểu ý nhau ghê. Đôi kẻ hợp ý quá, người đi trái người đi phải. Dạ. Nhưng mà vậy mới là bạn thân với nhau chứ. Còn các bạn đứng đây làm gì? Chúng ta hãy cùng xem vlog nha. Về thôi. Mối tình đầu của Thịnh là năm Thịnh học lớp chòi mọi người. What? Nghe từ lúc đó Thịnh đã biết yêu là gì? Nếu mà nói về thích đi ha, mình sẽ nói cho ly kỳ một tí nha. Nếu mà em bắt đầu thích một bạn nào đó thì lúc em học lớp 1. Hả? Vô sớm đấy. Vô quá sớm. Em yêu năm 11. Nhưng mà gọi như là thích nhau qua lại, hai bạn thích nhau thì năm lớp lá em đã thích rồi. Về nhà em nói với bố mẹ em là ôi trời ơi, có cái bạn kia hả, nãy con đang đứng, cái bạn nó ra nói với con là tao thích mày. Cái xong rồi em về em kể cho nguyên lớp em nghe luôn. Em vô em lớp em la quá trời luôn mà em đâu có biết. Tại lúc đó em trẻ trâu mà em đâu có biết cái đó là sự vô duyên đâu. Cái bạn nó sau ngày hôm đó là bạn nó hết thích em nữa luôn. Mối tình đầu tiên của mình thì nó ra vào năm 16 tuổi. Là mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên của em là vào năm em... Năm bao nhiêu ta? Vào năm em... Mối tình đầu tiên của em hình như là vào năm 2000. Từ lộn. Năm em 20 tuổi hay là 19 tuổi gì đó. Mối tình đầu của Hưng thì là lúc mà Hưng học lớp 12. Yêu trễ vậy. Mối tình đầu tiên của Đạt năm lớp 11, 17 tuổi. Tình đầu mà đúng nghĩa luôn á, đó gọi là vào năm lớp 7. Yêu hơi sớm đúng không? What? Biết nhau qua một cái lần đi chợt ba tin cùng với nhau. Xong sau đó thì hai đứa viết thư tay với nhau. Và cái kỷ niệm mình nhớ nhất đó là lần mình viết thư tay. Và cái dòng thư đó mình viết rất là dài. Cho đến khi cái dòng thư tay đó nó không đến tay bạn gái của mình mà đến tay của mẹ mình. Oh no! Đến tay của mẹ mà. Nụ hôn đầu tiên của em cũng vào cái lúc đó luôn, là cỡ tầm 19-20 tuổi gì đó. Nụ hôn đầu cũng là năm 16 tuổi luôn. Nụ hôn đầu tiên của em là vào năm lớp 10. Nếu mà hôn má có lẽ là năm em học lớp 9. Hồi học lớp chòi á thì Thịnh cũng có dịp được trải nghiệm nhiều phim kiếm hiệp đó mọi người. Xong rồi có mấy cảnh nam chính nữ chính thì cũng hôn nhau đồ. Thì mình cứ thắc mắc là không biết khi môi chạm vào môi như thế nào thì mình mới dụ dỗ một bạn.
Lớp lớp trời hết trời. Cũng ở chung xóm với mình luôn, nhà cũng gần gần nhau. Dữ à. Cũng hiểu biết nhau và cũng quen biết nhau rồi, cho nên là mình đã hỏi bạn đó là ây từ đó giờ mày có lo chạm môi chưa? Thì nếu chưa thì mình thử không? Thì sau cái nụ hôn đó thì mình với bạn đó cũng có những cái kháng khích đặc biệt với nhau. Kháng khích. Và cảm giác lúc đó cũng rất là vui, rất thú vị. Và Thịnh nghĩ đó là cái mối tình đầu của Thịnh. Chà, nụ hôn đầu tiên á. Không thể nào quên được, đó là vào năm 2011. Đó là khi mình học vào năm lớp 10. Thì mình có quen một cái bạn nữ lớn hơn mình 1 tuổi, nhưng mà học thì cùng ngang lớp với nhau. Thì mình còn nhớ một cái nụ hôn đó. Mình hôn lén thôi, nhưng mà quyết tâm lắm. Mình hôn vào má thôi, nhưng mà mình khá là khẳng định cái nụ hôn đó là nụ hôn một phát là coi như chí mạng luôn. Thì lúc mà mình hôn vào má bằng đó, cái cảm xúc nó như nổ trong đầu người, nó bùm. Không thể nào quên được, cho tới tận bây giờ không thể nào quên được. Cái gì đầu tiên là cái đó không bao giờ quên được mọi người. Nụ hôn đầu là năm học lớp 12 luôn mọi người. Thì tất nhiên nụ hôn đầu tiên thì Đạt sẽ dành cho mối tình đầu tiên năm 17 tuổi. Cái cuộc hẹn đầu tiên mà với mối tình đầu thì mình nghĩ là Đạt sẽ đạp ngoài đường. Đạt sẽ đạp ngoài đường xong đó rồi hai đứa hẹn nhau ra ngoài bờ đê. Ở quê mình thì gọi là bờ kè. Thì ra ngoài đó để ngồi uống sinh tố, ngồi nói chuyện với nhau, ngắm cảnh, rồi là kể lể này kia. Tại vì với cái tuổi của mình thì mình vẫn chưa ý thức được hai chữ hẹn hò. Cho nên là đó chỉ là một sự đi chơi rồi bình thường thôi. Mối tình đó thì em và bạn ấy là quen nhau qua mạng thôi. Lúc đó bạn ấy có nhắn tin chúc mừng sinh nhật em. Thì sau đó có khoảng tầm 1 tháng thì em có bay vô, em đi du lịch ở Nha Trang. Bấm vô thì em lại thấy bạn ấy cũng ở Nha Trang luôn, nên em cũng chủ động em nhắn tin. Xong rồi lần đầu tiên tụi em gặp nhau là không biết là vào buổi tối đi club. Vui. Cái lần hẹn hò đầu tiên mà của mối tình đầu của em á là nó xuất hiện trong một cái bối cảnh, đó là ở trên sân thượng của trường cấp 3. Một cái trên sân thượng mà cái chỗ đó thật sự là không có cho ai lên đó. Không có cho ai lên, nhưng mà cái lúc đó em với lại bạn nữ đó đang nhắn tin với nhau thì bạn nữ đó học khác lớp. Cái xong rồi em với bạn nữ đó mới nhắn tin với nhau. Sau khi mà nhắn tin với nhau xong cái cùng hẹn nhau ra một cái chỗ gì đó mà không để cho giám thị bắt được. Thì ở trên thì tụi em thường là những bạn học sinh thì có một cái chỗ trên sân thượng của nhà trường, thì tụi em leo lên đó để tụi em ngồi nói chuyện. Và chính thức là ngày hôm đó là ngày hẹn hò đầu tiên của tụi em. Hẹn đầu tiên của mối tình đầu của Thịnh diễn ra trong lớp. Trong lớp học mọi người. Thì Thịnh được cái là hồi nhỏ lớn thì lúc nào trong học bạ cũng được phê là nói chuyện nhiều, quậy phá lớp. Kiểu học sinh cá biệt đó, quậy phá mà. Cho nên là được cái cũng được trai. Cho nên là mình vô lớp thì mình hay được lòng những bạn nữ. Thì như mình cũng đã chia sẻ là mình đã ngỏ lời môi chạm môi với bạn đó. Thì chắc là lớp học hay là nơi diễn ra mối tình đầu của mình. Dạng thế nhờ. Đó chính là cái ngày mà mình lần đầu tiên đi lên Đà Lạt. Lần đầu tiên đi xe máy đi lên tới Đà Lạt cùng với người yêu của mình. Khi đi tới giữa đèo Chuối đấy, đèo Chuối rồi bắt đầu lên đèo Bảo Lộc, là cảm giác có rất nhiều cái điều khác. Đầu tiên là mưa nè, sương nè, hai đứa rất là lo, rất là sợ là không biết là có đi tới Đà Lạt hay không, tại vì sương rất là mờ mịt. Có khoảng cách khoảng 1m, 2m là mình sẽ không có thấy đường ngoài trước nữa. Và lúc đó xe lại bị chết máy. Thì lúc đó mình mới vô cái chỗ mà thờ bà cô đó, mình cúng. Và lúc đó thì ở cái chỗ thờ bà cô đó không có ai hết trơn. Thì hai đứa mới đi vòng vòng thắp nhang này kia, xong đi ra đề máy lên thì máy lại chạy. Học cùng trường mà, thì bạn ý có học trên tầng 4 và Hương học trên tầng 2. Vì thế là ra chơi ấy, phải chạy thật nhanh. Chạy thật nhanh lên tầng 4. Xong là vẫy vẫy nhau như này này. Đấy, ra chơi được 5 phút thôi. Vẫy nhau, tại vì là tối hôm trước là sau khi một thời gian tìm hiểu nhá, là bạn ý đồng ý. Bạn ý đồng ý thì là Hương hôm sau mới đi học. Hôm sau đi học thì phải chạy ra chơi có 5 phút thôi. Chạy thật nhanh.
lên tầng 4. À, vẫy bạn ấy ra một tí gặp nhau rồi Hưng có đưa cho bạn ấy một hộp sữa. Đó, đó là lần hẹn hò đầu tiên đó mọi người. Cùng học chung một cái lớp học thêm. Và ngày hôm đó thì cả hai đều bỏ học. Hẹn nhau trước là bỏ học và đi chơi với nhau. Và hôm đó thì mình nhớ là mình có chuẩn bị mua tặng bạn đấy một cái đồng hồ đeo tay và mấy cây kẹo mút. Hẹn nhau ở đằng sau trường có một cái dạng cây cũng kiểu cũng hay vắng người, vắng vẻ đấy ạ. Thì hẹn nhau ra đấy thì đầu tiên là cũng ngại ngùng này, rồi mãi mới dám cầm tay. Xong ngày hôm đấy thì dần dần rồi bạn ấy cũng mở lòng với mình cả hai cũng tán tỉnh nhau, chán một thời gian. Và ngày hôm đấy thì chính thức là chúng mình trao cho nhau nụ hôn đầu tiên và mối tình đầu của mình đến từ đây. À, thích đơn phương đi, đúng hơn là thích đơn phương. Từ năm lớp 1 cho tới năm lớp 6. Đó, thì khi đó là mình rất thích bạn này. Cứ năm nào mà mỗi lần cô giáo muốn đổi chỗ là mình rất là hy vọng mình sẽ được đổi vào vị trí ngồi gần bạn này. À, để được nói chuyện cũng như là để được đơn giản là nói chuyện và được ngồi gần bạn đó. Thì mình cứ mang cái tương tư này miết từ năm lớp 1 cho tới năm lớp 6. Và mình không dám nói ra, mình chỉ giữ trong lòng thôi. Rồi mình hay làm mấy cái trò như là mình rớt bút, rồi mình giúp đỡ, rồi mình đi mua nước. Mình luôn luôn tạo rất nhiều cái tiền đề cũng như rất nhiều điểm nhấn để cho bạn để ý tới mình. Nhưng mà thực tiếc là bạn lơ mình 6 năm trời. Lần đầu thất tình là tại vì chia tay cái mối tình đầu đó. Thì đó cũng là lần đầu tiên thất tình luôn. Nếu nói về lần đầu thất tình thì khi ấy diễn ra vào năm 18 tuổi, khi mình đã tỏ tình một bạn nữ học cùng trường, thế nhưng mà bị bạn ấy từ chối trong tin nhắn. Cảm giác nó bad trip lắm luôn á. Em kiểu giống như là không muốn làm gì luôn á, không muốn ăn, không muốn uống, không muốn làm gì hết á. Kiểu nó giống như là rơi vào một cái trạng thái nó nói chung là rất là bad trip luôn á. Kiểu mình ngồi cái mình cứ nhìn vào một điểm, cái xong rồi mình cứ suy nghĩ về hết những cái kỷ niệm đẹp của mình và bạn nữ đó. Cái xong rồi mình lại kiểu như suy nghĩ, ủa tại sao mình lại kết thúc với bạn nữ này ta, tại sao mình lại như vậy ta. Cái xong rồi mình đó, nó rất bad trip, em kiểu không biết nói gì luôn. Năm Thịnh học lớp 10, mối tình của Thịnh kéo dài 3 năm. Thì cái hôm đó là Thịnh với lại bạn gái có cãi nhau, cũng một trận khá là nảy lửa mọi người. Xong rồi mình nhắn tin cho bạn người yêu của mình thì bạn người yêu mình không trả lời. Và mình quyết định là mình sẽ băng đèo vượt suối mình tới nhà người yêu của mình. Thì mình nhớ là ngày xưa người yêu của mình nhà ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh đó mọi người. Còn nhà của Thịnh thì ở quận 10. Thì cái quãng đường đi nó cũng khá là xa. Thịnh nhớ là mỗi lần Thịnh từ nhà cho tới nhà bạn đó thì tầm mất 45 phút. Và hôm đó thì cãi nhau về, cũng về buổi tối, thì mình tức quá mình ngủ không được. Thì mình mới quyết định là mình dùng cái lòng chân thành của mình á. Tại vì lúc cãi nhau mình cũng lỡ nói những cái lời có thể nói là khó nghe. Cho nên là mình đã quyết định là mình tới đó. Mình nhắn tin mà vẫn không trả lời. Và mình nằm ở đằng trước nhà bạn đó mình đợi tới sáng luôn. Và tới sáng thì mình gặp bà nội của bạn đó đi ngang qua. Tại vì nguyên cái gia đình của bạn đó thì nhà ở gần nhau. Thì bà nội bạn đi ngang qua thì mình mới hỏi, ủa nội ơi, Trang sao từ sáng giờ con không thấy Trang ra. Thì mình mới biết là trong buổi tối đó gia đình đã đi Nha Trang chơi. Oh no. Dạ, coi như là mình đợi nguyên buổi tối là công cốc mọi người ạ. Lần đầu thất tình cũng là năm đó. Thì cách sau cái nụ hôn đó khoảng 5 tháng á, mình mới phát hiện ra bạn đó cấm sừng. Ôi, mối tình đó là một mối tình kiểu cũng có đi chơi, có nắm tay, có hôn má. Rồi mà thất tình á, thành ra nó đau khổ, mình còn khóc. Mình cũng nhớ lúc đó mình nằm cái cây quạt, mình bấm cái nút cây quạt mà nước mắt mình nó rớt. Bấm cái quạt hồi tại sao người ta lại làm gì á, kiểu vậy. Thì mình rất là nhớ cái năm đó. Từ đó cái mình cho nên mình thay đổi nhiều hơn, mình cảm giác mình lớn hơn. Tại vì mất mát để trưởng thành mà. Lần đầu tiên thất tình thì là cũng là cái mối tình đó mọi người. Cái mối tình của Hưng thì kéo dài từ năm lớp 12 cho đến năm 2 đại học. Bởi vì là hai người yêu nhau, nhưng mà bạn ý phải đi du học. Thì cái khoảng cách về thời gian này, cái khoảng cách về địa lý ấy, nó cản trở rất là nhiều. Vì thế thì mình với bạn ý không còn hiểu được nhau nữa.
Nhưng mà buồn cái một chuyện là thời gian xa cách đã là một cái vấn đề rồi, nhưng mà mình có nhắn tin với lại là chị của bạn ý, và cũng như là nhắn tin với cả là bạn thân, thì được biết là bạn ý cũng có một đối tượng mới, thì cũng có một bạn mới ở bên đó rồi, thì hai đứa lúc đấy thì đành phải kết thúc thôi. Cũng là mối tình đầu sau yêu nhau sau 4 năm, và khi đó năm 3 đại học, vì khoảng cách địa lý này, khi đó thì bạn ấy học đào mỏ địa chất và mình học đào sư phạm Thần Hưng Yên. Cả hai thì nhiều khi cũng chỉ thi thoảng là gặp nhau được, gọi là gặp nhau chốc lát rồi là cũng phải đi học. Thì dần dần cái khoảng cách đấy nó xa hơn, và dẫn đến cả hai không tìm tiếng nói chung, dẫn đến chia tay. Và cái lý do mà sau đấy khiến đau lòng đó là Đạt phát hiện bạn đấy có một người mới, và rất là đau khổ khi cả hai cũng đưa về ra mắt, cũng như là đặt ra những cái mục tiêu trong cuộc sống, rồi cũng hướng tới sau này có thể lấy nhau. Nhưng mà tình yêu màu hồng phải vượt qua cái khoảng thời gian mà rất là đau khổ, và đấy là những cái bài học cũng như là giúp cho Đạt trưởng thành hơn ngày hôm nay. Thấm thoát là đã 10 năm, mười mấy năm qua đi, và các chàng trai năm nào đã ngồi ở đây trưởng thành hơn bao giờ hết, nhưng mà họ vẫn đau. Sao vậy mà Đạt hồi nãy nói chuyện mà phải ôm tim thế này? À không, chị, cái đoạn mà đang nhắc tới đoạn thất tình á, thì cắt thì chị nhắc lại thì em hơi nhói, tại vì em cũng từng thất tình ạ, và từng đau khổ trong tình yêu ạ. Dạ. Thì hơi nhói một xíu ạ. Vậy em có nhớ cái đoạn thất tình với mưa không? Wow. Cái đoạn đấy là cảm xúc mà chị. Dạ. Quyết định như vậy không biết là bạn đấy như thế nào, nhưng mà em nghĩ rằng tương lai của bạn ấy biết đâu tìm được người tốt hơn mình, hạnh phúc hơn. Hình như em có nhiều điểm chung với Đạt lắm á. Nói về mưa, những chiếc ô. Bây giờ anh Tịnh hãy làm lại cái cảm xúc của anh khi mà anh bị thất tình với mưa đi. Điên à, em điên à. Đây, để chị làm. Làm đi anh, làm đi anh, làm đi anh. Đây, Thịnh đứng vậy nè. Thịnh rung. Thịnh rung. Xong rồi Thịnh nói anh rất là yếu đuối. Anh thật sự không có ai để tâm sự. Tại sao anh yêu những cơn mưa? Tại vì nếu như anh đi trong mưa, anh có buồn, có khóc thì không ai biết. Hay là thậm chí lúc anh ở nhà thì anh ở với mẹ, đôi khi anh cũng không dám khóc, tại vì nhiều khi anh khóc anh sợ mẹ nghe. Thì bởi vì anh yêu những cơn mưa, tại vì khi mưa nó tới thì có những tiếng lập đập á, thì mình chắc không ai nghe được cái tiếng mình khóc cả. Những cái cảm xúc của một cậu bé 7 tuổi rất muốn có bạn đi chơi cùng mình, rất muốn ai trò chuyện là thật, đúng không? Chị thấy em đứng không vững luôn ý. Cái chân em run thế này này. Dạ thì lúc đó là lúc em bộc lộ cảm xúc thật của em. Sao mọi người, em nói bộc lộ cảm xúc thật mà mọi người cười em, sao mọi người? Em bộc lộ cảm xúc thật lắm. Dạ thì bởi vậy những khúc đó nên trân trọng chứ, sao mọi người cứ cười em nhờ. Nhưng mà dạ. Em bảo sao chị Trinh đặt cho anh Thịnh là Lươn Thịnh. Thôi mọi người, Phú Lươn. Alo. À tới lúc này là em giả bộ bị hư Miro. Trong khi Miro vẫn rất tốt nha. Em vẫn giữ cái thói đó khi lúc mà chơi đồ tồi ma sói. Em bảo là em bị lắc mà thấy cái quạt sau lưng vẫn quay. Em hiền lắm chị, em không biết gì cả. Em không biết gì hết. Thôi bỏ qua em luôn.
tập trung vô bạn nữ chính luôn nè. Và hãy cùng nhìn lên màn hình để theo dõi bạn nữ chính của tuần này là ai đến từ đâu nhé. Wow, quá trời luôn. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Uyên Chi, 24 tuổi. Công việc hiện tại của mình là một người mẫu ảnh, một makeup artist. Mình thích một cuộc sống được bao phủ bởi nhiều gam màu đặc sắc. Và mình yêu cái cách mình có thể khiến cho người khác trở nên tự tin và xinh đẹp hơn trong mắt mọi người. Chuyện tình yêu, mình mong muốn sẽ có một tình yêu trọn vẹn, dài lâu bên cạnh một chàng trai chân thành và tử tế. Mình thích thú cưng, biết nấu ăn và là một cô gái rất dễ tính. Trong buổi hẹn hò đầu tiên cùng nhau, em muốn gặp anh ở Đà Lạt. Sẽ cùng anh ăn những món do tự tay em nấu. Tụi mình sẽ cùng gặp nhau ngắm hoàng hôn. Và em sẽ muốn hát cho anh nghe bài hát mà anh thích nhất. Em đã đến rồi, mình gặp nhau thôi anh. Just you. Chi đã đến rồi. Bạn Chi đang ở phía sau màn hình LED kia. Có ai nhận ra bạn Chi không ta? Vậy là không phải là một người quen của chúng ta. Thịnh, tự nhiên em thở phào vậy. Không, em nhìn cái nét quen quen lắm. Đó. Ai cũng quen hết trơn á. Thôi được rồi Thịnh. Không, ý là nhìn quen. Tại vì chắc là có đi làm rồi mình có lỡ gặp vậy rồi. Vậy đó ha. Vậy đó ha. Em nhiều người quen quá ha. Dạ, em quan hệ rộng mà. Dạ, vâng ạ. Thế Soho ngồi vững rồi. Có nghĩa là Soho cũng không nghĩ rằng là đến tỏ tình mình à. Mà chị đừng có nói, em cũng đang ngờ ngợ rồi. Chị nói vậy đó. Ừ. Là em đi đóng phim em gặp Chi rồi phải không? Em cũng không, tức nghĩa là em sẽ nói ra là nhìn bạn cũng quen quen giống như Thịnh, nhưng mà hình như có từng làm việc chung thì phải. Tuấn Du thì không phản ứng gì, Otis cũng vậy. Nhưng mà chị lại có cảm giác là Phương Đông đấy. Đúng không mọi người? Nhưng mà Phương Đông có quen bạn không? Không, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy bạn ạ. Trước đây chưa từng gặp ạ. Dạ, nhưng mà hồi nãy chị thấy ai tập trung với con cừu? Em Lê Lâm đang tự hỏi đó là con cừu hay con cún đúng không? Dạ. Lát nữa trong cái phần từ khóa em có thể hỏi câu đó cũng được. Dạ, hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Chi. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Xin chào Uyên Chi, em có thể giới thiệu đến tất cả mọi người về bản thân mình được không? Dạ, em xin chào mọi người. Em tên là Chi và năm nay em 24 tuổi. Em công việc hiện tại của em đang là makeup artist. Em là một chuyên gia trang điểm. Dạ. Nên chị thấy là tất cả những đường nét nè, rồi mái tóc là em tự làm hết phải không? Dạ. Wow, rất là dễ thương, làn da căng bóng nè, rồi đôi mắt cũng được chăm chút kỹ từ lông mày đến đôi môi của mình, là một người rất yêu cái đẹp. Dạ. Vậy chị hỏi nhỏ này nghe. Em đã bao giờ trang điểm cho các bạn ở đây chưa? Có hay không thôi, chứ mình không có nói là ai. Dạ có rồi. Có rồi nghe. Ai vậy? Vậy thì hãy ngồi suy nghĩ lục lại ký ức đi. Chúng ta đã bấm điện thoại quá nhiều, hay là chơi game online quá nhiều mà bỏ lỡ một cô nàng chuyên gia trang điểm xinh đẹp như thế này đã từng chạm vào mặt của các bạn, hoặc là đã từng ở khoảng cách rất là gần với mình không nhận ra chăng? Thú vị quá chị ạ. Vậy mình nếu mà bật mí thêm chị sợ là sẽ lộ mất. Thôi là mình đến với profile của em nha. Đây là hồ sơ của Uyên Chi. Đây, bạn Uyên Chi 24 tuổi. Bạn nghĩ rằng trong tình yêu càng đơn thuần càng hạnh phúc, phải không em? Dạ đúng rồi. Đơn thuần là mình tinh khiết, là mình trong suốt, hay là mình trắng giống như là cái áo em đang mặc? Dạ, đối với em đơn thuần là cái gì cũng đơn giản thôi. Không có cầu kỳ thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Giống như chiếc váy em đang mặc hôm nay rất là xinh. Chỉ cần hai điểm nhấn nhỏ nhỏ ngay eo là tôn dáng, không có cần phải cầu kỳ. Vậy thì cô ấy sẽ thích một chàng trai thế nào? Sao mà tả giống Soho quá. Cao 1m8 nè, có mình em là cao trên 1m8 thôi đó. Đâu chị, ở đây có 3 người lận nhau.
Ồ ha, vậy là thế giới của người khổng lồ ngày hôm nay chính là vì các bạn mà bạn ấy đã đến đây. Trình độ đại học nhé, thân hình vừa đủ, không gầy, cũng không mập. Tính cách vui vẻ, chín chắn mà biết quan tâm. Thu nhập khoảng tầm 20 đến 30 triệu một tháng, nghĩa là thu nhập khá ổn. Công việc nghệ thuật hoặc kinh doanh đều ok. Giới tính là nam. Đó là những gì Uyên Chi đã mô tả trong bản đăng ký ở trên WorldDate. Và không biết là Uyên Chi có muốn sửa điều gì khi mà gặp các chàng không? Dạ không. À, là em giữ vững lập trường của mình phải không? Dạ. Trước đây em có coi một vài chương trình khi mà em đến với sân khấu không? Dạ có. Dạ. Em ấn tượng với bạn nào và cách thuyết phục của bạn nào nhất? Em ấn tượng với Gia Long. Tại sao vậy? Tại vì em có coi Ai Là Đồ Tồi thì thấy Gia Long chơi trò chơi rất là hay. Dạ. Gia Long có lương lẹo như Phú Thịnh không em? Em không biết nữa mà em thấy Gia Long thắng hơi nhiều. À, bởi vì Gia Long rất là thông minh. Bạn ấy là người kiệm lời nhất nhưng mà luôn luôn chín chắn và biết suy nghĩ, rất là giống với hình dung em mô tả. Nhưng mà không biết có phải lên này em đến vì Gia Long hay không. Và em sẽ khẳng định người em đến tặng sô-cô-la hôm nay là ai nhé. Xin mời Uyên Chi. Chị đã ghi nhận sự lựa chọn của em. Chị Trinh lại nhìn. Không, chị nhìn quẩn quanh thôi, nhìn theo quán tính thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bạn Chi rõ hơn qua phần tiếp theo của chương trình là phần từ khóa. Ơi, em cứ thoải mái nha. Đây là 30 phút để mọi người có thể trò chuyện với nhau. Mình sẽ hiểu các bạn hơn và các bạn cũng có cơ hội đặt câu hỏi để hiểu những từ khóa của em hơn. Em sẵn sàng chưa? Dạ, ok chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 10 từ khóa của Uyên Chi. Ngắn gọn, rất là vuông vắn dễ thương. Mời Tuấn Dương. À, cho em hỏi từ alo đi ạ. Từ alo thì em muốn hỏi mọi người ở đây là không biết là có ai bị ngại nghe điện thoại của người lạ không ta? Bị ngại bắt điện thoại á? Anh cũng có hả? Tại vì anh gọi toàn nghe alo em nhu cầu mua đất không? Hả? Alo em có nhu cầu đầu tư này kia không? Em alo mua bảo alo hiểm không? Sản luôn mọi người. Em rất là ghét nghe điện thoại của người khác. Trừ khi shipper gọi điện cho em gấp quá thì em sẽ nghe, còn nếu như mà bạn bè hoặc là gia đình em trừ ba em ra thì em sẽ không bắt điện thoại của ai cả. Em sẽ tắt máy ngang và nhắn tin hỏi. Nếu như mà khi người ta có chuyện gấp á thì hỏi gọi em được không thì ok, em sẽ nghe điện thoại của người đó, còn không thì em sẽ không bắt điện thoại của ai cả. Như lỡ đó là khách hàng thân thiết thì sao? Mình có lưu lại không? Dạ có, nếu mà là khách hàng thân thiết thì đó là tình trạng bắt buộc của em thì em sẽ nghe. Còn bạn mà khách hàng thân thiết giới thiệu số lạ mình cũng không bắt. Dạ không. Đó, tình trạng này cũng phổ biến ha. Hùng có trải nghiệm điều đó chưa? Dạ em thì tính em thì cởi mở cho nên là khi mà có điện thoại thì em nghe thôi, chứ em không bị cái tình trạng là ngại. Đó là alo, còn Phương Đông. Em phát hiện ra một điều chị ạ. Có là từ khóa anh là gay thì ở đây chúng ta có một người rất là nổi tiếng với cái me me. Hùng phải. Mà anh là BD. Bây giờ vẫn muốn xem lại nhỉ? Bây giờ vẫn muốn xem lại. Vẫn muốn xem lại cái nét diễn đấy. Ờ, hay là bây giờ anh diễn lại một lần nữa được không? Oh, no. Mọi người muốn xem live thôi để kiểm chứng thôi. Một lần là đủ rồi chị, một lần là đủ chị hôm bữa. Thêm lần nữa đi. Một lần nữa đi, anh hãy xem làm luôn. Cổ vũ cho Hùng bạn. TikTok đó, bạn ấy rất là nổi tiếng với cái clip đó. Bạn ngon lắm, xin mời bạn. Ai? Chuẩn bị. Ừ, anh đứng ở phía bạn đứng nào? Sao đứng xa vậy? Đứng kế với bạn nữ á. Anh đứng ở đây nè anh Hùng ơi. À,
em làm nha. Dạ em làm đi. Em làm ngay đi. Cảm ơn. Có cần nhạc không? Có cần nhạc thì chương trình giống nha. Anh có cần ai hát giùm không? Không, không cần, không cần. À ok. Em không cần mặt đẹp. Anh nhầm. Anh không cần mặt đẹp. Anh không cần mặt đẹp. Anh không cần mặt đẹp vì anh thích bê đê. Bê đê. Bê đê. Trời ơi, tự nhiên như không cần diễn luôn á. Diễn như không diễn luôn. Ủa vậy là cái câu hỏi anh là gay là dành cho ai vậy? Hồi trước em có đi chơi chung với một nhóm bạn. Vô tình bữa đó em cũng gặp một người có khuôn mặt hơi nữ một xíu. Thì vô tình bạn của em trong bàn á biết người đó và nói: ê mày, ông đó phải gay không ta? Cái em cũng nhìn, em cũng không có suy nghĩ gì, cũng nghĩ là chắc là gay thiệt. Cái về nhà thì vô tình có kết bạn Facebook. Vô tình ủa mình kết bạn với ông này hồi nào vậy ta? Xong cái cũng có comment tương tác qua lại. Một khoảng thời gian sau thì bạn nhắn tin cho em, bạn của em. Trong khoảng thời gian của em thì em phát hiện được là bạn có nhắn tin cho một người bạn của em nữa. Và em bị tức. Em bị tức. Em suy nghĩ là ủa ông này là gay hay là cua mình rồi tùm lum tùm la lần nhăn. Em mới tức, em mới rủ bạn ấy đi chơi. Quyết định là chết rồi, chắc là em phải cua cho bằng được. Tại vì em không có thích con trai lăng nhăng như vậy. Em phải cua cho bằng được. Em rủ bạn đó đi chơi cũng được 2-3 lần thì. Và một ngày đẹp trời bạn kêu là em làm bạn gái ở nhà. Em với bạn quen nhau. Rồi sao nữa? Là vậy đó chị. Rồi cái nó gây chỗ nào ta? Rồi không, ý là cuộc tình đó đi đến đâu? Thì mới đầu nó là em suy nghĩ bạn ấy là gay, nhưng mà cuối cùng hai đứa quen nhau. Đã hết nghĩ là bạn gay luôn. Dạ hết nghĩ gay luôn. À là có nghĩa là có vậy, sự hiểu không phải lầm. Vậy đi ạ. Có một sự hiểu lầm ban đầu thôi. Tại vì có nhiều bạn nam á, nhìn bạn trông có vẻ nhẹ nhàng, thước tha, xư sinh, nhưng mà thật ấy là bạn ấy rất là nam tính ở bên trong thì sao, đúng không? Dạ. Dạ. Giống anh Hùng. Nhưng mà cái chỗ mà chị thắc mắc nhất không phải là cái chỗ giới tính của ảnh, mà là cái chỗ em biết ảnh có cái màu lăng nhăng hoặc là đa tình rồi mà em vẫn muốn lật ngược thế cờ để bẫy ảnh hả? Em muốn lật ngược thế cờ để bẫy, để quen 1-2 tháng rồi em bỏ. Ôi. À thế. Em nói khẽ thôi, em nói khẽ thôi. Ca này chấn động vậy. Tại vì ở đây có một số người rất nhạy cảm với chữ bẫy. Rất là dễ đau lòng bởi vì các bạn ấy đã từng là nạn nhân của những cô gái muốn cua rồi bỏ. Ừ, tự nhiên cái thấy lạnh sống lưng quá. Thật sự em không phải là người như vậy đâu, mà tại vì bạn trai đối xử với em vậy chứ. Cho nên ăn miếng trả miếng. Đúng. Tính là thầm à, thầm Thúy à. Quả mít ném đi là quả sầu riêng ném lại. Anh muốn hỏi tí, tại vì anh đang trong lúc tán mà. Chứ đâu phải là quen nhau đâu, chỉ là đang trong lúc tán tỉnh thôi mà. Thì mình cũng có quyền tán người này người kia chứ. À, ý của Hùng á là thí dụ Hùng thấy là bạn dễ thương mà bạn của bạn cũng dễ thương, nên là Hùng tìm hiểu. Dạ đúng rồi. Là Hùng nghĩ rằng là chúng ta được quyền tìm hiểu nhiều người trước khi đi vào chính thức một mối quan hệ tỏ tình. Nhưng mà đối với em đó gọi là lăng nhăng, đã quyết định tìm hiểu một ai đó thì mình nên tập trung một người thôi, không nên quá là 2-3 người. Thì em không thích khái niệm là xài thử hay demo hay teaser à? Teaser. Yêu demo. Đúng không? Vì mình thử coi sao, coi có cảm giác không? Đúng không? Giống như vô siêu thị người ta nói chị ăn thử cái này không? Chị có muốn uống thử cái trà mới này hay không? Thì là mình teaser thử coi biết đâu mình hợp, mình ghiền cái mình mua luôn thì sao? Không biết nữa, tính em nó như vậy. Đây là quan điểm của bạn nam và bạn nữ, cả hai đều rất là có lý dựa trên góc nhìn của mình ha. Wow, Gia Long, em thấy sao về câu chuyện này? Em thì em đứng về phía bạn bạn nữ nhiều hơn. Dạ. Tại vì hồi nãy bạn nữ có kể là bạn nam nó cua hai người cùng một lúc luôn, đều nói chuyện tình cảm với hai người cùng một lúc luôn, cho nên là thật ra thì cái quan điểm của em thì thiên về bạn nữ nhiều hơn. Còn nếu như mà quan tâm theo kiểu bạn bè thì mình có thể quan tâm được nhiều người, nhưng mà đã đặt tình cảm vô thì em nghĩ là chỉ nên là một người. Đồng ý không Đạt? Đối với bản thân của em thì em không đồng ý
với cái quan điểm của Gia Long ạ. Tại vì thứ nhất là mình không nên đánh giá người khác chỉ qua giao diện. Và thứ hai là trong cái vấn đề mà mình đang tìm hiểu nói chuyện ấy, thì mình được quyền mình tìm hiểu nói chuyện nhiều người mà. Có thể 1, 2 người đến 3 người. Nhưng mà khi mình bắt đầu vào một quan hệ nghiêm túc thì mình lúc đấy thì mình chỉ chú tâm vào một người thôi, đúng không ạ? Vậy khi nào là một mối quan hệ nghiêm túc, bắt đầu từ thời điểm nào hay là cái dấu hiệu nào để biết đó là mối quan hệ không có tìm hiểu nữa nha, không có xài demo nữa? Thì em nghĩ là nếu mà cái khoảng thời gian mà hai người trò chuyện qua mạng, đến một cái thời điểm mà cả hai hẹn gặp nhau đi ăn đi uống, thì em nghĩ là bắt đầu là hai người đã bắt đầu thấy thích thú, hoặc qua buổi hẹn hò đầu tiên, qua buổi gặp đầu tiên mà cả hai thấy về trò chuyện một cách thay đổi hơn, thì em thấy là cái mối quan hệ bắt đầu tiến dần hơn ạ. Một từ khóa thì mình mở ra rất là nhiều điều. Chắc chắn là trong những từ khóa còn lại còn ẩn chứa sự tiếp diễn của câu chuyện này nữa. Nào thử đoán xem từ khóa nào. Mời Soho. Nhưng hiện tại thì em đang đói bụng, em muốn hỏi từ khóa là cơm nhà. Cơm nhà. À, như mọi người cũng biết rồi thì em cũng là một người rất thích ăn cơm nhà và nấu cơm nhà. Cho nên là em biết là từ khóa cơm nhà này là có nghĩa gì với em. Ở đây thì chắc ai cũng thích ăn một bữa cơm nhà, nhất là cơm của mẹ nấu. Em cũng vậy. Bạn cảm thấy rất xúc động khi nhắc về những ký ức về mẹ. Tại sao vậy em? Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà em mới thi đại học về được mấy ngày thì ngày hôm đó thì em cũng đi chơi về. Như bao ngày thì mẹ em nấu cho cả nhà một bữa cơm gia đình. Em đi chơi về bị mệt, nằm trong phòng em cũng có ăn cơm cùng với ba mẹ. Buổi trưa hôm nay thì mẹ mất. Có cốc tủ lạnh là món ma chay cho mẹ xong thì ba có nói là con lấy ra hầm đồ ăn lại để ăn. Thì em cũng đang buồn, cũng đang tâm trạng em bị hậu đậu làm cháy nồi gà kho sả ớt đó của mẹ. Thì tới cả hương vị cuối cùng em cũng không được ăn. Đó là câu chuyện của nồi gà kho gừng sả ớt cuối cùng. Em hối hận tại vì tại sao mình không ngồi ăn với mẹ bữa cơm cuối cùng. Và tới cái hương vị cuối cùng của mẹ em cũng không có ăn được và không có nếm được nó. À, tới sau này thì em cũng có lục lọi lại tìm lại công thức mà em cũng đã nấu được một nồi giống như hương vị của mẹ em, và từ đó em cũng nấu nữa. Tại vì về sau nữa cũng sẽ không còn ai nấu một cái nồi gà không phải là ngon như vậy mà là đầy đủ hết tất cả sự yêu thương đó cho em. Đột ngột quá phải không em? Mà mình đâu có quay ngược thời gian lại được đâu, phải không em? Dạ. Khi mà nhắc về vết thương của một người có nghĩa là mình đang ép họ phải ở lại cái cảnh đó một lần nữa. Chị biết là em đã rất là đau khổ. Và dù cho em có nấu thành công thêm rất nhiều nồi gà kho gừng giống mẹ thì chắc chắn em cũng không thể nào khá hơn. Sao em không thử tự tha thứ cho mình đi? Mẹ muốn được ăn ngon mà. Mẹ muốn em được no bụng mà. Em
em cảm thấy hối hận. Không phải là lỗi của em. Nó không phải là lỗi của em. Em còn ba không? Dạ em còn. Vậy em có thể thay mẹ thương ba không? Dạ có em. Khi mà em mất một người rồi thì em biết trân trọng. Bao nhiêu em đi làm như thế nào thì cũng dành hết cho ba. Ba thích gì, ba muốn gì em đều chiều ba hết. Không biết có ai đã từng trải qua cái cảm giác đó chưa? Mình không nghĩ rằng là cái nồi thịt kho của mẹ hay là cái nồi cơm trắng đó nó lại quan trọng như thế, cho đến khi mình không thể ăn nó được thêm một lần nào nữa. Mình nghĩ rằng là cái cuộc gọi nhắc là con làm gì, ăn chưa, ngày gọi 80 lần đó. Một cuộc gọi đôi khi mình cho là phiền nhiễu đó, đến một ngày mình cũng không thể nghe được nữa. Có ai trong trường hợp đó bao giờ chưa? Thú thật thì em không có may mắn như mọi người là có đầy đủ ba mẹ. Em thì em không có ba từ lúc em 3 tháng tuổi rồi. Cho nên là tất cả những gì mà mẹ em làm cho em á, em thấy là rất là rộng lớn. Em không dám nghĩ. Em không dám nghĩ, và em cũng không dám tưởng tượng một ngày nào đó mà mẹ em không còn bên cạnh em. Tại vì mẹ em đã hy sinh cho em rất nhiều. Đôi lúc em làm mẹ em buồn. Em nhìn mẹ buồn mà em xót lắm. Cho nên là em sống từ đó đến giờ em chưa bao giờ dám làm gì mà cho mẹ em buồn hay là mẹ em phải thất vọng về em hết. Em chỉ muốn mẹ em thiệt là vui và lúc nào mẹ em cũng phải hạnh diện về em. Đó là trong cuộc sống của em. Ai cũng nói gia đình là điểm yếu của tất cả các chàng trai hay là cả những cô gái, khi nhắc về những câu chuyện thế này khó mà cầm được nước mắt. Nhưng mà gia đình không phải là điểm yếu. Gia đình là điểm tựa, là điểm mạnh. Để mình là dù không còn mẹ nữa, nhưng mà nhìn vào nồi gà kho gừng của em biết là em sẽ phải cố gắng như thế nào để không để những giọt nước mắt này khống chế mình nữa. Vì mình vẫn còn những người còn lại, đúng không? Mình không thể mà hối tiếc giá như với những người còn lại nữa. Nếu mà vẫn còn bà, vẫn còn ông, vẫn còn anh chị, vẫn còn ba mẹ, những người mà hết lòng yêu mình, mà nuôi dưỡng mình, mà mình cũng chưa có một ngày nào sống đúng cái trọn vẹn cái nghĩa vụ của mình đó, thì đây là lúc không phải là mình nói giá như nữa, mà mình sẽ nói alo, con sắp về rồi, Tết rồi, ba mẹ có cần con ở đó không, có khỏe không, như thế là được rồi ha. Thôi hãy giữ ở trong lòng mình và biến nó thành hành động nha. Cho chị hỏi từ khóa một nửa đam mê của em đi. Một nửa đam mê có nghĩa là mình thích cái chuyện đó, mình biết mà mình thích điều đó, nhưng mà chỉ thích có một nửa thôi, hay là mình đi giữa chừng rồi mình bị đứt gánh? Dạ là đúng là như vậy. Thì trước đây em cũng có làm công việc mẫu ảnh và diễn viên. Thì khi em tham gia cái đó một thời gian thì em thấy bị cám dỗ và phức tạp quá nhiều. Với lại em thấy em không có tài năng, với lại thực lực vì gì mà cũng không có đam mê gì, cho nên là em rút khỏi nghề này và em chuyển sang làm make up. Có lẽ là em không có xinh đẹp trên sân khấu, lộng lẫy trên sân khấu, nhưng mà em sẽ làm cho người khác xinh đẹp hơn khi lên sân khấu. Chị thích khái niệm đó. Vậy đó là lý do một nửa đam mê. Mình dừng lại, ít là mình cũng biết được thực lực của mình, hoặc là mình biết là mình có đi xa được thành một kiệt tác ở trong nghề hay không, và mình đã cố rẽ sang một hướng khác phù hợp hơn để cống hiến. Đó là một điều thú vị đấy chứ. Còn từ khóa nào mà Otis đang băn khoăn nè? Từ khóa yêu qua mạng nha. Em muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Là em có một người bạn tìm hiểu bạn trai qua một app hẹn hò. Trong khoảng thời gian hẹn hò thì không có vấn đề xảy ra hết. Nhưng mà lúc hai bạn về sống chung với nhau rồi á, thì xảy ra rất là nhiều tình trạng.
giống như là đi chơi, đi ăn, đi uống, trà sữa hay gì đó đều xe tiền hết. À, mấy chục ngàn cũng xe. Mà bạn trai không có cho bạn của em đi làm hay gì hết. Và đỉnh điểm thì bạn ấy còn đánh bạn của em nữa. Và em muốn nhắn nhủ với mọi người là muốn tìm hiểu trên app hẹn hò thì mọi người phải cần xác thực thông tin cho rõ ràng và gặp ở ngoài nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn để không có bị tình trạng giống bạn của em. Dạ, đó là những điều mà em đã trải nghiệm. Dạ. Khi mà quan sát bạn bè của mình, đúng là mình tưởng tượng quá, mình yêu cái hình tượng đó quá, cũng khá là phản đòn đúng không? Dạ, mình đúng không rồi. Biết rằng bản chất thật của người ta như thế nào. Trực tiếp ở ngoài thì có thể bổ sung trọn vẹn về cái khái niệm về nhau hơn. Cảm ơn em. Từ khóa tiếp theo, mời Hưng Phạm. Em muốn hỏi về flan. Flan là bánh flan hả? Bánh flan là món bánh đầu tiên mà mẹ em dạy cho em nấu. Thì em nấu rất là ngon. Nhưng mà tới một khoảng thời gian sau này em quen bạn trai cũ của em á, thì bạn trai của em cũng thích ăn món đó. Em có làm lại cái công thức đó nhưng mà nó bị dở. Bạn trai cũ của em ăn cũng đã ăn hết 9 chén mà vẫn thấy ngon. Đó là bạn ấy dễ tính hay là bạn ấy quá thương em? Em không biết nữa, chắc là bạn ấy sợ em buồn hay gì. Đáng yêu. Ở đây có ai biết làm bánh flan không ạ? Vậy có ai biết ăn bánh flan không? Đó, ăn thì nhanh lắm đó. Ủa Soho, em biết làm cánh gà chiên nước mắm mà phải không? Dạ, em làm được những cái món mặn. Nhưng mà bánh flan còn dễ làm hơn nữa đó. Bánh flan là một cái món ngọt và một cái món nước ngoài chị. Đây là một cái bánh mà em cũng rất ấn tượng. Ấn tượng nhất trong cái bánh flan là em thấy là đó chính là cái cà phê mà để chế lên bánh flan. Cái caramel ở dưới đúng không? Ộp lên nó xong rồi cà phê chế. Mà ở lúc mà em ăn á, rồi nhắc tới chảy miếng. lúc mà còn nhỏ em ăn á là em ghiền nhất đó là cái caramel và cái giống như nước dạng nước cà phê á. Thì cái mùi đó chính là cái mùi mà em nhớ tới bây giờ. Bánh flan rất là ngon. Nó vừa có sữa, nó vừa có một chút whipped cream. Trời, nó còn có thêm mà trứng lòng đỏ. Đánh mà không được rổ nha, nó phải mịn thật mịn. Mịn thật mịn. Xong rồi sắn miếng và nó tan ở trong miệng của mình, nó mềm. Còn Gia Long đang soi từ khóa nào đây? Em nghĩ là cái từ khóa mà em thắc mắc là từ bin. Tức là một bé bét đúng không? Rất là dễ thương đúng không? Dạ đúng rồi. Bin là một chú cún. Hồi xưa mẹ em mua cho em. Tại vì hồi xưa em rất là thích. Tới bây giờ em vẫn còn thích cún. Như mọi người cũng nói, thường là ai mà bế chú cún nó vô nhà đầu tiên thì sẽ giống tính của người đó. Và đúng y như vậy, thì chú cún nó rất là giống tính của mẹ em. Có những cái tính rất là giống mẹ em. Dạ, có nghĩa là nó rất là hiền hay là nó hoạt náo hay là rất là dễ thương và mến khách? Nó hiền nhưng mà dễ quạo. Dễ thương. Và tới bây giờ chỉ có mình em đụng nó được thôi. Có chàng nào ở đây nuôi thú cưng không ta? Đây là những chàng nuôi thú cưng. Ồ, thế là những chàng không nuôi thú cưng á, là sẽ bị loại khỏi danh sách à ta? Tại vì thường sẽ có điểm chung nào đó cài cắm trong những cái từ khóa này. Ý là vậy đúng không? Dạ, không biết nữa. Không biết nữa, biết mật nha. Hình như Gia Long có câu hỏi về chú cún đó đó. Thật sự là ban đầu lúc mà Gia Long xem cái clip đó, Gia Long cứ tưởng là một bé cừu. Đúng rồi, giống con cừu lắm nha. Lông xoăn á. Giống bùi đồ sẽ có cái dạng lông xoăn như vậy á. Ai gặp nó cũng kêu là ủa sao giống cừu quá vậy. Nhưng mà nó là cún, không phải cừu. Tại vì hai cái lỗ tai của nó đặc biệt á, hơi đặc biệt tại vì nó dựng lên. Còn người là giống bùi đồ nó sẽ cụp xuống. Dạ đúng rồi, tay bạn là tay bướm. Cho nên nhìn lúc đó em đang cạo lông tai cho nó, cho nên là nhìn vô sẽ giống cừu. Ôi dễ thương quá ha. Sao không đặt tên là cừu, đặt tên là bin? Mới đầu em định đặt nó tên mèo. Con chó giống con cừu đặt tên là chú mèo. Cũng hơi xoắn não thiệt. Dạ. Xong rồi con chó nó kêu díp díp nữa là thôi thua luôn.
Nhưng mà đây là một câu chuyện rất là dễ thương về Bin. Còn từ khóa tiếp theo, xin mời Phương Đông. Em cho anh hỏi từ khóa đập chậu cướp hoa. Để có phải trước đây em đã từng đập chậu cướp hoa không? Thì như mọi người cũng biết, đập chậu cướp hoa là cái chậu sẽ là một bạn nam, còn hoa sẽ là một người bạn nữ. Tại nơi này, chỗ em ngồi này, phim trường này, em có tham gia một game show. Vô tình bữa đó anh MC cũng có hỏi em là bây giờ nếu mà có người đập chậu cướp hoa thì sao, thì em lại hiểu ngược lại, bạn trai kia là bông hoa còn em là cái chậu. Thì khi MC hỏi em là nếu mà có một cái chậu lấp lánh kim cương hơn thì em có chấp nhận bỏ không, thì em lại hiểu là khi có một cô gái xinh hơn em, tài năng hơn em, hơn em về mọi mặt, thì em có chấp nhận nhường bạn trai em cho cô ấy không? Thì em nói là có, chắc chắn rồi. Nếu như mà có một người hơn em về mọi mặt như vậy thì chắc chắn là em sẽ nhường rồi. Thì em bị đánh rớt. Về nhà khi tập đó phát sóng lên thì em bị mọi người nói là con hám tiền. Con hám tiền, và đó cũng chính là động lực để em rời khỏi cái đam mê của em. Em không còn ở trong này. Đúng là có những thứ một nửa sự thật không phải là sự thật. Có ai mà trên mạng cũng đã từng có những bình luận mà mình không thể nào giải thích được. Mình có giải thích thì người ta vẫn ghét mình thôi, bởi vì người ta chưa hiểu được trọn vẹn sự thật hay không. Soho, chắc là em cũng đã từng bị đánh giá rất nhiều. Riêng về em thì em nói thật luôn là có, em đã từng nhận rất là nhiều chỉ trích, và thậm chí là em từng lên những fanpage mà có tiếng trong những gọi là phải đá xéo về người này kia. Chị biết rồi đó, cái gì đó đối với em á, khi mà nó toxic quá, nó độc quá, thì em sẽ chỉ nhớ là nó đã từng có trong cuộc sống của mình, nhưng mà nó không có tồn tại trong trí nhớ của mình. Thời điểm lúc đó thì em làm nhạc và em từng ra bài của em, và người ta thường nói em kiểu giống như là mày đẹp trai vậy, mày đi rap làm gì, mày thế này thế kia, rồi đẹp trai lo đi diễn, lo đi làm mẫu đi. Các em cũng rất là, mình cũng khó chịu với nghệ sĩ tính của mình mà. Nhưng mà em có một cái thói quen, đó là thường bỏ và gạt ngang những cái chuyện đó rất là nhanh, không để chuyện đó nó ảnh hưởng đến cái đam mê chính của mình. Đối với em suy nghĩ như này à, ai nói gì mình không quan trọng, quan trọng là người ta có nói về mình. Tại vì người ta còn nói là người ta còn nhớ mình, khi người ta không nói mình mất tích. Trái ngược với yêu thương không phải là ghét, mà là lãng quên, đúng không? Nếu mình bị lãng quên thì mới là một cái điều đáng sợ nhất. Dạ. Nhưng mà dường như Uyên Chi là người rất nhạy cảm. Tất cả những ký ức nào buồn nhất cô ấy sẽ giữ ở trong phòng khách của trái tim, chứ không phải cất trong tầng hầm nhé. Và cô ấy thường nhìn ngắm nó mỗi ngày để đào lại những cái nỗi đau đó, và tự nhắc mình là mình đã sai trái như thế nào trong từng cái bước đường mình đi. Điều đó có phải là điều tốt không Hùng? Em nghĩ đó cũng là một cái tốt và nó cũng là một cái xấu. Cái tốt là khi mà mình nhìn nhận lại đấy, là mình biết được là mình đã từng như thế này thế kia, và mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai. Còn cái xấu của nó là nó sẽ làm cho mình sống lại với nó. Mình sẽ bị buồn, mặc dù đó là quá khứ, nhưng mà nó có thể ám ảnh hiện tại tới tương lai, và mãi mãi nếu như mình không gạt nó qua một bên. Minh Hương, em nghĩ gì về những tâm sự của bạn? Những tâm sự của bạn thì em nghĩ là mình hãy cứ để như thế ở trong lòng. Bởi vì sao, những cái nào mà quá đau lòng ấy thì em cứ để cho nó dần phai đi. Em hãy nghĩ đến những cái chuyện vui, những cái chuyện tương lai trước mắt, để mình hoàn thiện dần hơn mình trong bản thân mình. Như em nhá, em tự nghĩ em và tự ví em như một quả sầu riêng vậy. Bởi vì sao, quả sầu riêng thì tất nhiên sẽ có người thích ăn sầu riêng, và tất nhiên cũng sẽ có người rất là ghét sầu riêng. Những người thích thì cực kỳ mê sầu riêng. Ví dụ như em thích sầu riêng thì em cực kỳ mê. Như bản thân em cũng vậy, có rất là nhiều người cũng là thích em, và cũng có rất nhiều người ghét em. Vì thế thì em chỉ có thể là sống để hài lòng, làm hài lòng chính bản thân mình, chứ không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Và đấy chính là cái quan điểm của em khi em sống. Vì thế thì em cứ sống tốt cho bản thân mình là được, chứ không cần quan tâm đến mọi người nghĩ gì về mình. Quan trọng là mình hài lòng với bản thân mình là được. Tuấn Dương có nhớ cái tập mà em đã từ chối một bạn nữ khi mà lần đầu tiên em đến đây không? Em rất là bỡ ngỡ và bối rối. Và thậm chí là một vài những tin nhắn cũ đã được đào lại, và người ta đặt cho Tuấn Dương rất nhiều những biệt danh, gọi tên rất nhiều những cái điều mà không hay về mình. Em có đọc hết tất cả những điều đó không?
khi mà em đọc được những cái đó, em cũng buồn, em cũng suy nghĩ. Em nghĩ thì những ai mà có thể hiểu cho mình thì người ta sẽ hiểu cho mình. Tại vì thật ra thì những cái người mà người ta phán xét mình như này như kia ở ngoài, người ta không phải là người ở trong cái câu chuyện đó. Người ta không có biết rõ được là nó là như thế nào. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà mình ngăn cản được người ta, mình không thể nào mà mình bắt ép được tất cả mọi người là sẽ phải suy nghĩ cho mình, sẽ phải suy nghĩ tốt về mình được. Ngay cả bản thân mình cũng có thể mình quý người này, mình ghét người kia. Em suy nghĩ nó dần dần nó nhẹ nhàng hơn và em không buồn nữa. Rồi, em thấy khá hơn chưa? Khi mà nghe không phải là những người từng trải, mà là những người cũng đã ở trong cái ánh sáng lộng lẫy của nghệ thuật, nơi mà mọi người đã có thể nhìn ngắm, khen thưởng, xì xào và thậm chí là ném đá mình rất là nhiều lần. Và họ vẫn ở đây nở nụ cười và thoải mái đùa giỡn với nhau, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả những điều đó nó chỉ là một góc khuất thôi. Và mặt trăng thì rất là đẹp vào ngày rằm. Chúng ta nên chiêm ngưỡng mặt trăng nhiều hơn và tha thứ cho mặt trăng những lần nó khuyết. Bởi vì cũng phải có những khoảng thời gian nhất định để phân công cho ánh sáng. Nên nếu như mình không thể nào mà chịu được những cái ngày mặt trăng khuyết thì mình cũng sẽ không thể xứng đáng với khi mà mặt trăng rằm được. Nên em hãy giữ vững tin là làm nghề trang điểm đó chính là một phần của cái giới này, giới nghệ thuật. Và ai cũng cần phải chiêm ngưỡng nhiều hơn nữa cái đẹp, giống như cách em đã tạo ra cái đẹp. Nên đừng sợ, đừng trốn khỏi nó. Nhiều khi mình lại đi ngược vào trong, mình sẽ tìm thấy câu trả lời mà mình đã từng khuyết. Đúng không nè? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng Uyên Chi đến với một trò chơi của chương trình. Wow Day, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Nơi đó có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ngay trước mắt anh đây là cả thế gian vũ trụ hòa.